Hello, xin chào anh em, mình đã trở lại đây. Mặc dù không biết mình có lợi hại hơn xưa không, nhưng mà bộ cây mình đây chắc chắn sẽ lợi hại hơn trước. Thì ở trước bộ cây này đã có một bộ cây sử dụng chip Ryzen 5 2600 và RX 590. Và mình thấy rất nhiều anh em quan tâm tới một combo khác sử dụng chip Intel. Vậy thì hôm nay mình sẽ mang tới cho anh em một bộ cũng combo đấy, RX 590, tuy nhiên lại sử dụng chip i5-9400F. Và chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video này nhé. Ok, vậy thì các thành phần linh kiện cơ bản thì mình sẽ không thay đâu. Vẫn là RX 590 đến từ Gigabyte, một bộ nguồn đến từ Cooler Master. Bộ này thì không có hai thanh RAM, chỉ có một thanh RAM thôi. Và tí mình sẽ giải thích tại sao lại chỉ có một thanh. Thì đây sẽ là một thanh RAM 8GB đến từ Corsair, một SSD 240GB đến từ Galaxy. Và đã chuyển từ AMD sang với Intel rồi thì chúng ta sẽ cần phải thay main đúng không? Thì main được mình lựa chọn ở đây đó chính là ALG Strix B360G Gaming. Thì đây là một mẫu bo bài chủ mình thấy khá là đẹp và nhiều công nghệ theo kèm. Và đấy, như mình đã nói ngay từ đầu, đây là chip Intel Core i5-9400F. Về cơ bản ấy, thì mình thấy i5-9400F và R5-2600 có sức mạnh nó tương đương nhau. Tuy nhiên thì tại sao lại chỉ có 8GB RAM thôi? Vì đây sẽ là mức giá của bộ PCIe này chỉ có mức giá 12.790.000 đồng. Còn bộ Ryzen 5 2600 và RX 590 sẽ là bao nhiêu nhỉ? 13.790.000 đồng. Nhưng mà nếu anh em muốn nâng thêm RAM thì cũng có thể mua thêm một thanh RAM 8GB nữa. Giá rất là rẻ thôi. Thanh RAM này đến từ Corsair sẽ có mức giá, mình nhớ không nhầm, là 1 triệu đồng. Tức là khi anh em hai bộ này tính ra bằng tiền nhau ấy, chỉ khác nhau mỗi chip và main thôi. Thì anh em thích như nào nhỉ? Cái này có lẽ là lựa chọn của anh em thôi. Vậy thì mình sẽ trải nghiệm nhanh về bộ máy này để xem anh em thấy sao khi đổi từ Ryzen 5 2600 sang i5-9400F nhé. Ok, và mình sẽ nói kỹ hơn một chút về phần giá cả. Đó chính là bộ PCIe ở đây thì sẽ có mức giá 12.790.000 đồng. Và anh em sẽ có các combo đi kèm theo sau. À, trừ cái quạt nhé. Đây là quạt lắp thêm cho đẹp, cũng như là phần tản nhiệt đấy. Tản nhiệt mình cũng lắp thêm thôi. Anh em có thể bỏ thêm một chút chi phí ra, vì khi anh em mua bộ cây này sẽ không có quạt và tản nhiệt này đâu. Sẽ chỉ có quạt stock đến từ Intel và bộ vỏ cây chống rơi này thôi. Anh em muốn nó mát hơn thì có thể lắp vào. Và mức giá của sản phẩm này mình nhớ không nhầm ấy, để mình nhớ lại phát nữa là quên rồi, 12 triệu
790.000 đồng. 12.790.000 đồng, tức là chỉ kém bộ Ryzen 5 2600 và RX 590 1 triệu đồng thôi. Vậy thì 1 triệu đồng đó ở đâu? Đây, 1 triệu đồng đó ở đây, đó chính là một thanh RAM 8GB, khi bộ máy này chỉ kém bộ máy Ryzen 5 kia một thanh RAM thôi. Và mình thấy 8GB RAM bây giờ nếu chỉ chơi game ấy thì hơi ít một chút, anh em nên đầu tư thêm một thanh RAM nữa, bởi vì chỉ cộng thêm 1 triệu đồng thôi. Vậy thì nếu như anh em là fanboy của AMD thì có thể lựa chọn combo Ryzen 5 2600 cộng với RX 590. Và nếu như anh em không phải là một fanboy của ai cả mà thích là fanboy của cả hai cơ đấy, thì một bộ combo i5-9900F cộng với RX 590 vẫn sẽ là một sự lựa chọn hợp lý hơn. Vậy thì anh em thấy sao về bộ PC này? Đừng quên để lại ý kiến một comment video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em các video sau. À đâu, mình thấy combo này có vẻ lợi hơn đấy chứ. Khi thanh RAM này anh em mua lẻ, mình nhớ không nhầm là 999.000 đồng, anh em được lợi hẳn 1.000 đồng cơ mà. Tính ra 1.000 đồng cũng là tiền mà.